khi mình làm ra của cải, khi mình có tài sản, thì mình cố giữ cái tài sản, cái của mình làm ra đó thuộc về của mình mãi mãi không mất. Tâm lý ai cũng như vậy, người nghèo cũng vậy mà người giàu cũng vậy, ai cũng có cái tài sản riêng đó. Nghèo thì ít mà giàu thì nhiều, nhưng mà cái tâm lý bảo vệ cái tài sản này là giàu nghèo tất cả mọi người trong xã hội này ai cũng có cái tâm lý là bảo vệ cái tài sản này không bao giờ mất hết. Nhưng Đức Phật nói có tiền có của mà muốn giữ được cái tiền của đó là phải có cái đức mới giữ được, chứ không có cái đức là giữ không được. Thầy kể quý vị nghe, năm đó thầy còn học ở ngoài Nha Trang, còn mới học ở năm thứ hai à, thì đến cái ngày lễ Phật đản thì cử quý tăng sinh đi làm lễ, đi thuyết giảng các cái khuôn hội. Năm đó thầy được cử ra ngoài Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa của tỉnh Khánh Hòa. Thì cái khuôn hội đó nhỏ, cho nên làm lễ xong rồi tối rồi thì không có chỗ ngủ. Thì có cái ông đạo hữu đó, ông mới đến ông phát tâm, ông chở thầy về nhà ông ngủ, rồi sáng mới trở lại cái khuôn hội đó thuyết giảng làm lễ ở đó 2 ngày, 14 và ngày 15 tháng 4. Thì khi ông đưa chiếc xe du lịch, mà cái thời đó quý vị biết là ông có chiếc xe Mercedes năm 70, cả cái tỉnh Khánh Hòa có 2 chiếc thôi. Đại tá Lê Bá Phẩm có 1 chiếc và cái ông đạo hữu này ông có 1 chiếc, giàu lắm. Ông chở thầy mà lúc còn nhỏ thanh niên mà nghe nên đi xe du lịch ham lắm, bây giờ thì sợ rồi, giờ này thấy xe là sợ rồi, ham lắm. Thì khi mà ông chở thầy đi dọc đường, thầy hỏi đạo hữu nay nhiêu tuổi rồi đạo hữu? Bây giờ thưa đại đức 62 tuổi. Thầy mới nói ở dưới Diêm Chúa đó, họ gửi thơ cho ông rồi đó mà bưu điện nó chưa mang tới. 62 tuổi rồi, lớn rồi, đầu thì tóc bạc rồi. Thôi bây giờ thầy khuyên đạo hữu làm gì thì làm, nhưng mà nhín chút thì giờ rồi xem kinh, xem cái sách của Phật rồi tu hành, để sau khi mình bỏ cái xác thân này, xe này không đem theo được đâu, mà mình đem cái phước đức để cái đời sau của mình không có khổ. Chứ nếu không nữa thì buông tay nhắm mắt rồi thì của cải này này nó chia hết cho thế gian, nếu mà không mang được cái gì đâu, mà đời sau nó mình khổ. Thầy khuyên ông vậy. Ông ấy nói cảm ơn đại đức khuyên đệ tử tu, cho đệ tử tu không có được, làm mình quê quá. Khuyên ta tu, ta nói ta tu không được. Tôi hỏi đâu có tốn tiền gì đâu mà từ chối. Đệ tử hiện nay có 4 cái nhà cái trại cưa, giàu như 4 cái trại cưa. Sáng ở cái trại cưa thứ nhất, nghe cho kỹ nha, trưa ở cái trại cưa thứ hai, chiều ở cái trại cưa thứ ba, tối ở cái trại cưa thứ tư, về nhà còn mắt đếm tiền. Đâu còn chỗ nào tu nữa đâu. Sáng, trưa, chiều, tối, hết 4 cái trại cưa rồi, về nhà mắt đếm tiền. Thì đâu có cái thời giờ nào mà đọc kinh, đọc sách, tu đâu. Thôi, ông trả lời vậy thôi, mình cũng không hết trả lời, hết nói nữa, thôi về. Về nhà sang lắm, nhà thiệt là đẹp, đồ cổ, đồ thô, đầy đủ hết, giàu có mà, dọn chỗ thì ngủ rồi, đàng hoàng.
sáng dậy cà phê sữa đồ đầy đủ hết, rồi lấy xe du lịch chở thầy lại cái khuôn hội đó. À, rồi sau đó hết ngày đó thầy ra xe lửa thầy về Nha Trang. Năm sau thầy tới nữa thì không thấy ông đạo hữu đó, cũng trống, trong bụng cũng hơi trống nữa, khoái đi xe du lịch mà. À, không thấy ông đạo hữu đó tới, hỏi mấy ông đạo hữu đi chứ ông đạo hữu năm ngoái chở thầy đó đâu, không thấy ông. À, đau bán thân nằm một chỗ xong rồi đó, mới có năm bán thân nằm một chỗ. Rồi thầy mới nói cái anh huynh trưởng gia đình Phật tử đó lấy xe đạp chở thầy tới cái nhà đó, thầy thăm ổng một chút. Năm ngoái người ta lấy xe du lịch người ta chở mình, rồi giờ khuấy sữa cà phê mình uống, bây giờ mình tới mình thăm bệnh chút có cái tình cảm nha. Anh huynh trưởng đang lấy cái xe đạp chở cọc cạch hai thầy trò để tới nhà đó, nhà tan quan hết, nghĩa là cái đường đi vào đó cỏ nó mọc bít lối rồi, quê về nghĩa là không có ai tới, dường như là cái nhà nó không có cách vô cái nhà rồi, cái tan quan. Thì tới cái chỗ ông nằm đó thì cách chừng khoảng 1 mét là không có bụi thôi nha, còn ngoài đó là bụi bặm rêu rác, không có ai dọn dẹp hết. Bây giờ cái phía bên trái của ông là nó liệt cái tay cái chân nam tả nữ hữu, cái người mà liệt đó bán thân là bên người nữ là bên mặt mà người nam bên trái, còn cái tay bên mặt ông để lên cái ngực này, ông chào thầy mà nước mắt trào ra. Năm ngoái thầy khuyên ông tu không được, bây giờ nằm đó muốn tu mà tu cũng không được, chỉ có 1 năm thôi. Bây giờ cái lý lịch ông mới khai cho thầy là một cái trại cư thứ nhất là thằng con nó hút, nó bán cái trại cư thứ nhất, bà vợ đánh số đề bán cái trại cư thứ nhì, một cái trại cư thứ ba là cưa cây lậu chính phủ tịch thu, còn một cái nó bán để trị bệnh cho ổng sạch sẽ hết. 4 cái trại cưa có không, giữ không được đâu, không được đâu. Lắc đầu rồi kể chuyện nữa. Bữa nay cái bài chót mà hay lắm đó, đặc biệt lắm. Kể chuyện quý vị nghe, giáo lý nghe không có nổi đâu. Tôi giảng là sắc tức thị không, không tức thị sắc là ngủ hết. Mấy cái chuyện nó cười vui chứ mà tôi sẵn, tôi giảng lăng nghiêm chứ bát nhã là thôi ngủ hết thì không nghe nổi đâu. Rồi chê ông thầy tôi giảng dở nữa chứ. Tôi giảng kinh đại thừa mà dở, nghe nó có nổi. Mấy cái gì hay vậy. Rồi chuyện thứ nhì, cái phường Thắng Nhì của Vũng Tàu thầy, cái trường cấp 2, trung học cấp 2, thì nhà trường có làm một cái thùng thơ để ở chỗ cái văn phòng của hiệu trưởng đó. Thì trong cái trường này đó mà bạn bè đó mà phát hiện em nào hút chích, em nào có một cái gì xấu à, thì biên cái thơ bỏ vô cái thùng đó. Thì cuối tháng hội phụ huynh học sinh họ mở cái thùng đó ra, thì có cái thơ nào đó họ xử lý. Ở nhà trường họ làm vậy rồi. Thì cái tháng này đó hội phụ huynh họ mở ra có một cái thơ là con của cái bà bà này là cán bộ lớn mà hút chích. Bây giờ hiệu trưởng rồi hội phụ huynh học sinh mời gia đình của bà
cái phụ huynh của cái học sinh này nè, tới cái bà cán bộ này tới, bà cho biết rằng con của bà chửi thầy cô giáo không còn gì hết. Bà nói gia đình tôi là gia đình danh giá, con tôi đi học là xe đưa xe rước, làm gì có cái chuyện đó. Mấy người muốn bôi nhọ gia đình tôi đúng không? Bà mạt sát bà nói không còn gì hết. Hiệu trưởng thầy cô giáo lòng thinh, mà trong đó có ông bác sĩ, trong cái cuộc họp đó có mời ông bác sĩ. Thì cuối cùng hết ông bác sĩ nói thế này: thưa bà, ở đây là hiệu trưởng với thầy cô giáo họ dạy học, họ không biết cái chuyện đó. Tôi là bác sĩ, bà tin không? Bà lòng thinh. Với ông bác sĩ mà sao không chê được? Tôi thử nước tiểu con bà bị nhiễm HIV nặng lắm. Bà ngồi bà nằm thinh bà nói hả? Bà đứng dậy bà chào bà đi về. Khi mà về nhà mở cái két sắt ra mất 50 cây vàng. Trời đất ơi, chắc trong đó cũng thuộc cả mấy trăm cây rồi, mất 50 chưa biết. Còn mình nữa là có 5 chỉ mất, chỉ cái biết liền. Đúng không? Có 5 chỉ mất, chỉ biết liền. Con này mất 50 cây chưa biết. Trong cái két sắt này còn mấy trăm cây nữa. Rồi bây giờ bà mới biết rằng con bà lại dẫn ai đó về mở lấy tiền, lấy cái này đi hút. Bây giờ bà mới phát hiện này. Thì bây giờ bên nội đó, giờ bên ngoại đó, hai bên đều phàn nàn hết. Bên bà nội bà nói: tao biết vợ chồng mày lo kiếm tiền thôi, lo làm giàu thôi, chứ không có biết cái cách mà giáo dục, không có dạy con được. Tao biểu đem về cho tao nuôi, bây giờ nó tát tệ như vậy đó, vợ chồng mày thấy chưa? Bà ngoại cũng càm ràm, bà nội cũng càm ràm. Bây giờ cái bà mẹ đó bà điên. Con thì hư, bỏ vô cái trại giáo dưỡng phải đóng tiền cơm, chứ đâu phải người ta nuôi không đâu. Đem cái thằng con nó vô trong cái trại giáo dưỡng đó, rồi phải đóng tiền cơm cho nó hàng tháng. Nội trách móc, ngoại trách móc. Bây giờ bà điên. Tức là có một thằng con duy nhất thôi, tức là tuyệt vọng. Tuyệt vọng. Cái con người của mình á, mấy người đi ăn xin, hồi đó tôi ở thầy đỡ đại tụng lắm, ban ngày họ giả dạng tật nguyền đồ đủ thứ chuyện, họ xin lại ông lại bà rồi đấy. Chiều khách hứa về hết, họ tắm rửa xong đi đánh bài chơi. Như vậy họ có cái hy vọng, dù họ nghèo họ đi xin, nhưng mà cái hy vọng đó, họ còn cái hy vọng, cho nên họ thấy họ yêu đời. Họ cũng đi ăn hủ tiếu, họ đi đánh bạc, họ cũng đi đánh cầu lông họ chơi, nhưng mà ban ngày họ giả họ đi ăn xin. Quý vị thấy không? Nhưng mà cái gia đình này, cái bà này bà thất vọng. Không phải là mất 50 cây vàng đó, mà đứa con hư. Đứa con hư không? Như vậy cái chuyện đó có phải là vợ con tham tán, chứ đâu phải mình giữ được đâu. Hai cái việc đó để quý vị thấy rằng Đức Phật nói rằng có tài sản mà muốn giữ được cái tài sản đó, lấy cái đức mà giữ. Bây giờ quý vị nghe thầy Phu Tử dạy trong Minh Tâm Bộ Giác, đây là trong Minh Tâm Bộ Giác: tích thơ dĩ vi tử tôn vị tất năng đọc, chứa sách để cho con cháu mà con cháu nó không có biết đọc. Tích kim dĩ vi tử tôn vị tất năng thủ, chứa vàng để cho con cháu mà con cháu không biết giữ. Bất như tích âm đức, ư minh minh chi trung trường cửu chi kế, không bằng chứa âm đức mờ mờ ở bên trong mà lâu dài không có mất. Như vậy thầy muốn nói với quý vị, tài sản không mất là phải chứa âm đức.
chứ không phải để nhiều vàng, không phải để nhiều của. Rồi bây giờ nói cái âm đức chùa Ứng Quang đó, có hai vợ chồng ông Phật tử này nghèo, nghèo lắm. À, có cái thằng con mà nuôi không nổi, mới cho cái bà bên bên cạnh đó, thì bà mới có gia đình thân nhân là bà ở bên Đức, mới gửi cái thằng nhỏ qua bên Đức học. Nó học giỏi lắm, mà hang bà đi chùa đi bằng xe đạp. Có bữa xe đạp nó xì bể lớn, hai ông bà dắt cái xe đạp với nhau mà đi chùa. Nhưng mà chân chắc đạo đức đẹp thì nó học xong ở bên Đức rồi nó giỏi lắm, thì một cái công ty mà nó phải giữ lại, giỏi mà tốt nghiệp cái trường đó, nó luôn hàng mà giữ lại. Về Việt Nam nó mua cho bố nó chiếc xe du lịch, cái xe đang đưa ông bà đi chùa, để bố mẹ già rồi mà đi tội nghiệp quá. Ông nói thôi con ơi, để bố đi học tài xế, bố lái đó, mướn tốn tiền lắm, hà tiện lắm. À, quý vị biết rằng không có chở bả đi chùa mà để chiếc xe ở nhà đó, sáng lao chiều lao, lao từ cái bánh này đó, cưng hơn bả nữa, không có chở. Bà nói, thầy coi, nó mua về nó chở cho tôi đi chùa, ổng đâu có chở đâu, mướn tài xế này cũng không mướn, mà ổng đi học lái rồi về, ổng không lái tôi đi chùa, cứ thầy coi, đội cái xe lên rồi lăn cái bánh mà chùi, chùi từ cái bánh này cất cưng. Bữa đó, ở cái nhà, ở trong cái xóm đó, người chồng thì đi làm cầu đường xa, đâu ngoài Phan Rang, Phan Thiết vậy đó. 10 ngày, 15 ngày mới về, mà vợ ở nhà đó chuyển dạ đi sanh mà không có tiền. Bả qua bả lục, còn có 2 lon gạo trong nhà, còn có 20.000 tiền Việt Nam. Bả nói trời ơi, về làm sao mà đi bệnh, đi nhà bảo sanh mà sanh. Gạo không có, tiền không có nữa. Bây giờ bả nói, ông ơi, vợ thằng Tân nó chuyển dạ mà giờ nó không có tiền, ông lấy xe ông đưa nó đi bệnh viện, đi nhà bảo sanh chút coi. Ông lắc đầu, bà tôi chưa chở mà. Bà tôi chưa chở mà. Mà quý vị biết rằng xe họ cử không bao giờ họ chở sản phụ hết, họ cử cho nó. À, nói vậy xong ổng động thêm nữa đó. Bà chờ hoài sao không thấy ổng lên tiếng, mà ổng ừ hử không có ổng đâu. Sao lâu quá rồi bà ổng không lái xe ra ổng đưa cho người ta đi, ổng cũng không nói gì hết. À, đi qua đi lại đi tới rồi đấu tranh, bây giờ đấu tranh những tư tưởng là làm hay không làm, tiêu cực hay tích cực. À, đấu tranh là nên làm hay không nè, mình làm việc phước, mình biết tu hành sao việc này mình không làm. Cuối cùng vô lấy cái áo mặc vô, lái xe ra chở cái sản phụ này đi sanh mẹ tròn con vuông, mẹ tròn con vuông. À, khi cái ông chồng đi làm cầu đường đó về thì thằng bé nó mẹ tròn con vuông rồi đàng hoàng tử tế, mấy bông thằng bé nó qua mấy cảm ơn vợ chồng con, cảm ơn hai bác. Nếu như cái việc này mà hai bác không có ra tay mà giúp vợ con đó thì không biết bây giờ mẹ con nó mạng sống ra làm sao. Thôi vợ chồng con lại hai bác. Ông ơi, người ông nói thôi đi chú ơi, tôi là Phật tử, Phật dạy là dù xây chín bực phù đồ không bằng cứu một người toàn mạng,
thôi đi chú. Thế thì bây giờ quý vị biết cái người con ở bên Đức đó, họ về họ phát tâm cất một cái chùa ở thành phố Ba Mê Thuộc mà lên trên đó là 50 cây số. Tại vì mới đây đó mấy thầy trên đó xuống Tổng Lâm học, học trò thầy mà, cho nên mấy thầy đó về họ cất chùa, họ làm lễ gì đó, họ xuống họ mời sư phụ lên dự. Thì thầy lên Ba Mê Thuộc, thầy vô thầy dự lễ khánh thành cái chùa đó, là cái chú này ở bên Đức về bỏ tiền cất nguyên cái chùa đó, nguyên cái chùa đó. Ông bà bây giờ còn sống đạo đức lắm. Thế thì bây giờ nó về chùa Ấn Quang mà nói cả cái khu vực đó, mà nói vợ chồng của bà Diệu Châu, ông Minh Tịnh này ai cũng biết hết, cả một cái khu vực ai cũng biết đạo đức hết, mà không có tiền, nghèo, nhưng mà cái tài sản đó, cái tài sản đó. Thế bây giờ quý vị thấy nè, trong kinh của Phật giáo có cái ông cư sĩ là Cấp Cô Độc, bên nữ là bà Tỳ Xá Khư, tức là hai vị cư sĩ này 2000 mấy trăm năm mà có cái tên của ai mà còn lưu lại cái lịch sử là mấy ngàn năm này, hai ông cư sĩ đó còn, hai cư sĩ đó còn. Không phải họ giàu, không phải họ nhiều của, nhưng mà cái âm đức của họ, cái việc làm của họ, nó để lại cho hậu thế không có ai quên hết. Nếu như các cái vị vua, một triều đại vua này, một triều đại vua khác, ông vua này xong rồi ông vua này mất, ông vua khác, ngàn ông vua, thôi cứ có ai nhắc đâu. Mà hai cái vị cư sĩ, bên nam là ông Cấp Cô Độc, bên nữ là bà Tỳ Xá Tư, là hai vị này đệ tử của Đức Phật mà làm một cái việc làm để cho Đức Phật tuyên dương chánh pháp, mà trong kinh là bộ kinh nào cũng nhắc lại hai vị đó. Đó là bất như tích âm đức, ư minh minh chi trung, trường cửu chi kế. Thế thì bây giờ quý vị có ăn có mặc, là đời trước của quý vị đã gieo cái phước, có bố thí, bây giờ cái của đó quý vị có ăn. Quý vị bây giờ quý vị làm cái phước đức, tức là quý vị để cái giống, quý vị tạo cái nhân hiện tại, thì cái quả vị lai quý vị mới được. Một hôm Tôn giả A Nan thưa với Phật thế này: thưa Thế Tôn, có một điều con thấy rằng hơi thắc mắc. Lời của Thế Tôn không bao giờ con nghi ngờ, nhưng mà có một điều trước mắt con thấy là hơi thắc mắc. Đức Thế Tôn nói nhân quả, nghĩa là nhân nào quả nấy. Thì tại sao có cái trường hợp như thế này, cái người này họ ác mà họ giàu, cái người này họ thiện, đó là họ biết tu nhân tích đức, tại sao họ nghèo? Như vậy cái đúng nhân quả không? Nếu nó nhân quả thì cái người đó họ ác là họ phải đau khổ, họ phải nghèo cùng, đó là cái nhân quả mà. Còn cái người này họ biết tu hành, họ có đạo đức thì họ phải giàu sang, tại sao lại nó ngược lại đi? Đức Phật mới nói với Tôn giả A Nan thế này: bây giờ thầy nói cho con biết nhân quả đúng chứ không có sai, vì đó là cái quy luật khách quan tự nhiên, chứ không phải của tôn giáo, không phải của Đức Phật sáng tạo, mà nó là một quy luật khách quan tự nhiên. Thầy nói cho con biết nhân quả đúng chứ không sai. Ngài đưa ra hai cái thí dụ. Một, cái người nhà nông A và người nhà nông B này cùng làm việc nhà nông, cùng làm việc nhà nông, nhưng mà cái ông nhà nông A đó
là gieo trồng cái bảo dưỡng, đến mùa thu hoạch mang về nhà chứa một nhà lúa không, đầy nhà hết, thấy không? Rồi sang năm đó trời mưa xuống, vợ chồng không làm gì hết, ăn đi chơi. Nhưng mà lúa trong cái nhà này, trong cái bồ này đầy đủ hết, họ đâu có đói. Là vì họ trồng cái mùa trước, họ thu hoạch, họ giữ lại, cho nên cái mùa này họ không đi làm, nhưng mà họ có ăn vì cái nhân của họ đã có đó. Bây giờ nếu họ không có cày kế gieo trồng cái mùa này thì mùa tới họ mới đói, đúng không A Nan? A Nan đã thừa Thế Tôn đúng. Bây giờ cái người nông dân B này, tức là cái mùa trước không có thu hoạch, nhà không có hột lúa nào hết. Bây giờ trời mưa xuống, vợ chồng con cái ra ngoài đồng cày mưa, gieo trồng cất lực, nhưng mà đi mượn gạo người ta, mượn lúa người ta ăn. Tại sao trong nhà không có lúa dự? Thì vợ chồng người này mùa này gieo trồng thì mùa tới mới có hưởng, nhưng bây giờ thì không có, đúng không A Nan? A Nan đã thừa Thế Tôn đúng. Bây giờ Thế Tôn thí dụ một trường hợp khác, ở thành thị hai người mua bán, đó là hai người nhà nông. Bây giờ ở thành phố là hai người mua bán, người A mua bán, người B mua bán. Hết một năm hai người này cộng sổ, nhà nông A lời, nhà nông B lỗ. Qua cái năm mới, người buôn A cũng chưa có mở cửa khai trương, chưa có bán đồng nào hết, nhưng mà vợ chồng con cái có tiền ăn, là cái lời của năm cũ đem qua. Chứ cái năm mới này chưa bán, nhưng mà lời của năm cũ đem qua, thì bây giờ vợ chồng ngồi không đó mà có tiền ăn, là cái lời của năm cũ đem qua, đúng không A Nan? A Nan nói đúng, cái nào cũng đúng hết. Còn cái nhà nông bên này lỗ của cái năm cũ, bây giờ qua năm mới chưa bán, chưa khai trương mà đi vay tiền ăn. Tại sao lỗ năm cũ này mang qua, đúng không A Nan? A Nan nói đúng, nhân quả đúng không? Đúng, vỗ tay đi. Phật nói A Nan cũng nói đúng hết. Như vậy là nhân quả. Vì vậy cho nên trong kinh Phật hay nói, gieo nhân quá khứ thì hưởng quả hiện tại, gieo nhân hiện tại thì hưởng quả tương lai. Cho nên có nhiều người nói, con nghĩ rằng cuộc đời này con không có làm cái gì ác hết, mà sao rồi công chuyện này đủ thứ hết, con cái nó hư hỏng rồi làm ăn thất bại, nay chuyện này mai chuyện khác, sao vậy? Không phải, làm hồi trước chứ mới làm bây giờ. Làm hồi trước cái nhân cái quả bây giờ mình phải trả, còn bây giờ mình có tu là mai mốt đời sau mình mới hưởng, vì mình trả cái quả quá khứ. Cho nên mình đừng có nói là tôi không có làm gì, mình làm hồi trước chứ không phải làm bây giờ. Làm hồi trước. Rồi kể chuyện này quý vị nghe nha, nhiều chuyện lắm. Cái ông này đại gia, nhưng mà đại gia đó thì mình hay lạm dụng cái từ đại gia, ai có tiền đó đại gia, không phải đâu. Đại gia là một, phú gia là hai, trọc gia là ba. Bây giờ mình phải đem ba cái này ra mình bàn là nè, cái nào mới đại gia. Chứ bây giờ ai có tiền cũng đại gia, không phải đâu. Cái hạng thứ nhất gọi là đại gia đó, như là Nguyễn Đình Chiểu, Trần Trọng Kim, Nguyễn Du đó nè, và Nguyễn Thăng Quang,
Hòa Thượng Quảng Đức. Những cái vị này họ không có tiền, nhưng mà họ đem cái trí của họ, đem cái tài năng của họ ra họ phục vụ xã hội, mới gọi là đại gia. Họ không có tiền, nhưng mà họ đem cái trí óc của họ, họ đem cái đạo đức của họ ra họ đấy. Như Sài Gòn mình ngày xưa có bà Từ Vũ, ở ngoài Hà Nội có ông Hưng Ký. Những cái người này là phú gia, họ có tiền, nhưng mà họ đem cái đồng tiền đó họ lập bệnh viện, họ cứu ký nhi, họ xây chùa, họ là xây đình, họ làm tất cả những cái việc lợi ích cho xã hội. Họ có tiền giàu, nhưng mà họ bỏ ra họ làm những cái chuyện đó, cái công ích của xã hội, ta gọi là phú gia. Còn cái hạng thứ ba là trọc gia. Vậy hay lắm. Vậy hay. Sáng ở Sài Gòn mà chiều ở Singapore đây quánh bài, gọi là đại gia. Không có đại gia, cái đó là trọc gia. Chứ trọc, độc trại của chữ trượt. Chữ trượt tức là xấu xa, tức là ô uế tồi tệ. Chứ đâu phải ai cũng đại gia đâu. Rồi kể cái chuyện ông này đại gia quý vị nghe rồi. Họ nói đại gia chứ thầy không nói đại gia. Thiên hạ nói đại gia. Ông có vợ, ông có con, có cháu nội, có xui đàng hoàng, mà có tiền. Có tiền. Rồi mới đi uống cà phê, gặp cái cô này ở miền Tây 17 tuổi. Rồi mới gặp cái cô này, đó nè, làm vợ lẽ, mua cho một cái nhà 5 tỷ tiền Việt Nam, cấp dưỡng cho cô này một tháng 5 triệu tiền Việt Nam. Sung sướng quá. Bà vợ lớn bà biết, bà tới bà nói với cái cô gái: con à, dì nói cho con nghe, dì không có ghen, dì lớn tuổi già rồi không có ghen, nhưng mà chồng của dì đó lớn tuổi rồi có cháu nội, còn con á là còn son trẻ, con có thể kiếm một người chồng xứng đôi vừa lứa, giàu nghèo không biết, mình làm ăn chân chính. Cái này tội lỗi lắm nha con, tội lỗi lắm. Mà cái chuyện này nó bộ đổ bể ra đó là ở tù, là mất chức nha con. Bà đi về, bà nói không bà về. Mà về không có ghen. Cái cô này còn nói: ớt nào ớt không cay, đàn bà nào không ghen. Bà biết được cái ổ này là chắc bà phá tiêu hết, bà không có để đâu. Cô ta nghĩ như vậy. À, cô mới mướn xã hội đem thanh toán cái bà vợ lớn này. Thì bà biết rồi, thì bà phá rồi, bà đâu có để đâu. Thì cái đám xã hội đen này đó, nó dùng cái diệu kế là bắn một mũi tên mà trúng hai đích. Nó đợi nó cho bà vợ lớn hai cái bà này, bà mướn tôi nhiêu đó đâu bà, tôi thanh toán bà đó. Bà sùng máu điên, bà không ghen, bà buộc nổi bộ đề gai lên. Bà mướn cái đám này nhiều tiền hơn gấp đôi lần. Bà mướn lại, tức là nó bắn một mũi tên mà trúng hai đích, ăn tiền của cái cô này mà ăn tiền của cái bà này. Nó qua nó học cái bà này, rồi bà này bà tức, mà máu bà lên mà mướn tiền gấp đôi. 30 triệu bà mướn 50 triệu. Rồi nó xử lý cái cô này, nó cắt hết mấy cái gân đứt hết, tàn tật. Bây giờ đó, bà vợ lớn ở tù, chủ mưu. Cái cô này tàn tật suốt đời, cái ông đại gia này vô tù, mất chức, tiêu tan sự nghiệp, tiêu hết sự nghiệp. Cái chuyện thầy biết rõ ràng, minh minh bạch bạch, thầy nói cho quý vị nghe chứ không có tin ai hết. Cái chuyện đó là chuyện thầy biết. Rồi một chuyện nữa, ở chợ Phạm Thế Hiển, quận 8, ai ở quận 8 Phạm Thế Hiển. Cái ông già này, cái gia đình này có hai cái tài sản, một cái vườn tiêu ở trên Bình Dương là 2 mẫu, 20.000 hectare trồng tiêu, giàu lắm.
một cái nhà lầu 4 tầng ở chợ Phạm Thế Hiển, có thằng con duy nhất thôi, 30 mấy tuổi, không nghề nghiệp, ăn đi chơi về ăn cắp tiền, má nó chửi, ổng này lãng tay. Bữa đó ổng mới kêu nó thế này: con lớn rồi, bây giờ là con phải lập gia đình, lấy vợ đàng hoàng, rồi bố chia cho con nó, một là cái vườn tiêu đó, hai là cái nhà lầu này, cái nào đó bố chia cho con, chứ mày cứ linh tinh lang tang, mày tuổi lớn rồi mà không lập gia đình, mày cứ ăn chơi về ăn cắp tiền, má mày chửi. Trời ơi, cái học máu là chết liền tại nhà nó luôn. Dòng họ chưa về tới Vĩnh Long, đi trở lên làm đám ma. Tài sản có giữ được không? Không được. Không được đâu. Đó nè, nước trôi, lửa cháy, giặc cướp, vợ con hóa tán, vua chúa xung công. Cái bài học đó sát đáng. Thôi bây giờ, thầy khuyên quý vị, ai cũng có tiền, ráng mà giữ, ráng mà giữ. Hơ hỉnh ăn cướp nó cướp, hơ hỉnh thằng con nó lấy chìa khóa nó mở nó lấy nó đi hết. Hơ hỉnh nghĩa là hơ hỉnh một chút là tiêu hết. Hôm qua cái bà chở thầy đi, bà chở thầy mới chiều qua, cái chiếc xe của bà đậu đó, bà kể mà bà để cái giỏ có tiền có giấy tờ đó. Bà đi vô nhà, nó đập kiếm, nó lấy cái giỏ của bà, giấy tờ, tiền bạc lấy hết trơn. Bà làng hôm qua, mới thì chuyện qua đây rồi. Giữ đi, giỏi giữ đi, không giữ không được. Đó nè, cho nên đối với mặt xã hội là giặc cướp, nó rình rập. Đó nè, nó thấy mình có của, nó thấy mình có tiền, nó theo dõi ở Vĩnh Long. Hai vợ chồng cái tiệm vàng Kim Ngọc ở Vĩnh Long thề thảm lắm, tức là ra ngoài phố mua bán, chiều hai vợ chồng dọn hàng rồi vợ chồng lái xe, vợ ngồi đằng sau xách cái giỏ vàng, vừa mở cái cửa ra đằng sau nó chém một cái là vài cái cánh tay nè, nó xách cái giỏ nó được, xe nó gắn số giả, mặt mày nó bịt rồi hết trơn, chẳng biết cái thằng nào hết. Tới chừng tri hô lên thấy nó chạy cái xe đó, mà thực ra là bên giao thông ta tìm cái số xe này không có, nó gắn số giả nó đi, không biết ở Vĩnh Long. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy rằng đời trước mình có bố thí thì đời nay mình có của có tiền, mà đời trước mình tham lam bỏng sẻn thì bây giờ mình không có tiền, dù có làm đi nữa rồi tay không cũng vẫn quần tay không. Cho nên cái pháp bố thí Đức Phật dạy có bốn hoa, thầy nói bốn hoa của pháp bố thí quý vị nghe. Một là đời này mình không bố thí
mà mình khuyên người khác bố thí, mình không có bố thí, nhưng mà cái miệng mình tốt lắm, rủ ông A, rủ bà B này để bố thí, rủ bà này đi cúng dường, rủ bà này để in kinh, nói dài như đĩa vậy mà mình không có cách nào nói người ta cũng tốt, cũng tốt. Đấy hả? Cái quả báo đời sau đó, mình trở lên mình nghèo mà ở chung với người giàu, mình nghèo mà người thiên hạ giàu hết mà mình nghèo, thấy sao? Bực mình dữ. Ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác Phật nói rồi, hoành kiếp ác duyên, tức là bần oán đa khổ, hoành kiếp ác duyên. Cái người nghèo đó họ nhiều cái oán hận lắm, bần khổ đa oán. Họ thấy ai mà khá, ai mà có tiền, ai mà làm ăn được họ ghét, mà họ ghét một cách ngang xương, không có lý do gì, chỉ quanh nè, trục tung trục quanh, học hình học mình biết cái ghét một cách ngang xương. Thấy người ta đi ngang nhổ trong miếng, nhưng mà không ai ghẹo mình, không ai chọc mình hết, ghét. Tức là cái oán hận sẵn ở trong tâm của họ, bằng khổ ra quán, hoành kiếp ác duyên. Cho nên nghèo mà ở chung với giàu khổ lắm, khổ lắm. Là do cái nhân thì mình không bố thí mà khuyên người khác bố thí là cái nhân. Cái quả đời sau mình trở lên mình ở chung quanh mình giàu hết mà mình nghèo. Ở gần chùa thầy có cái gia đình ở Đà Nẵng, họ vô họ làm ăn khá lắm, tức là hải sản, mua bán hải sản mực khô rồi về bao hết rồi xuất khẩu, rồi giàu lắm. Mua 300 mét vuông đất, các cái villa thiệt lớn, chung quanh rào tường thiệt cao luôn, bốn con chó bẹt rê, bốn góc bốn con giữ của. Mà hai thằng con trai đó mua hai chiếc xe phân khối lớn, nó chạy in về thiên hạ chết hết. Khuya mà nó chạy mấy cái ông già mà đau tim muốn rớt tim ra ngoài hết, không kể ai hết. Còn nó mở karaoke, nó mở máy hát, nó mở hết công suất, học trò không ai học hành được hết, mà cái xóm lao động nghèo lắm. À, họ mới ghét con họ đi cầu, họ bỏ bịch đầy lông, họ dục vô, bà ra bà chửi, mai nó dục vô hai bịch, bà chửi, mai mốt là dục vô bốn bịch, bà chửi quá trời nhiều quá, bán nhà đi luôn. Cho nên cái nghèo mà ở với giàu. Bây giờ cái pha thứ hai đó là mình bố thí mà không biết khuyên người khác bố thí, mình lo mình làm hết, ai thôi để một mình tu làm, cúng cái gì một mình tu thôi, đừng có cho ai hùng hết đó. Dành làm một mình, không cho ai làm hết. Thầy lại khác, thầy muốn làm cái việc đó thầy kêu gọi hùng, không cho một người làm. Bây giờ cái tượng Phật đó, bà đây bà nói mình còn cúng rồi bà cúng chút thôi, tôi cho người này cúng hùng dốt chứ, tôi hùng hướng mình bà làm à, thầy không có cho một người cúng. Có khả năng thầy cũng không nhận nữa, thầy để đó, tôi vận động chỗ này nhiều chỗ, tôi đi giảng chỗ này tôi vận động chút để nhiều người hùng phước làm, tôi không cho một người làm. À, thế vậy cái này bố thí mà không cho người khác bố thí, mình bố thí mà không quên người khác, thì cái quả ngày mai đến thì sao? Mình giàu ở chung với nghèo, còn hồi nãy là nghèo ở chung với giàu, hai cái này khổ lắm. Trời đất ơi, ở cái xóm gì mà con đau bệnh đi mượn ít tiền mà mượn không ta, nghèo hết, có ai đâu cho mượn, nghèo lắm, cũng khổ. Cái khoa thứ tư, cái khoa thứ ba đó là mình không bố thí mà không khuyên người ta bố thí, là cái quả, cái nhân đời sau đó nghèo ở chung với nghèo. Cái này khổ còn dữ nữa, còn dữ nữa. Đó nè, hai cái đó là giàu ở với nghèo, nghèo ở với giàu, bây giờ cái nghèo hết, không có ai có cách bạc nào dư hết, nó cũng khổ lắm. Cho thầy đi cứu trợ thầy biết mà, tới cái xóm nghèo tội nghiệp đó, nghèo không, nguyên cái xóm nó nghèo hết rồi, rồi cho rồi nó không có, mấy bà đi còn thầy móc túi móc rồi cho hết, bây giờ nghèo
nguyên cái số đó. Như vậy là những cái người này đời trước đó là không bố thí, không khuyên người khác bố thí, bây giờ cái quả nó sanh ra cái làng này là nghèo hết rồi. Rồi cái pha thứ tư đó, mình bố thí mà khuyên người khác bố thí là cái quả đời sau giàu ở chung với giàu, giàu không. Bây giờ nó cũng phiền lắm, giàu cũng phiền lắm. Cái bà Phật tử này bà nói, thầy coi, mình đâu có thiếu ăn, thiếu mặc, đâu có thiếu. Vậy mà đưa vàng, đưa tiền, chỉ xài thoải mái đi, chứ xài thoải mái mà không cần. Mà người ta nghèo không tốt, mà mình lại không cần mà họ đưa, bởi vì giàu ở với giàu. Mình bố thí khuyên người khác bố thí thì bây giờ cái quả đó mình giàu ở với người giàu, họ cứ đưa cho mình xài, chỉ xài thoải mái nè, mà không có cần gì cũng thoải mái hết, cũng thiệt. Cho nên cái pháp bố thí Đức Phật dạy là có hai khoa, có bốn khoa, tức là mình không bố thí mà khuyên người khác bố thí là một, mình bố thí mà không khuyên người khác bố thí là hai, mình bố thí mà khuyên người khác bố thí là ba, không bố thí cũng không khuyên người khác bố thí là bốn. Thì cái quả của nó nghèo ở với giàu, giàu ở với nghèo, giàu ở với giàu, nghèo ở với nghèo là bốn, bốn khoa. Cái nào cũng có nhân quả trong đó hết, ở đời này không có gì gọi là tự nhiên hết. Vì vậy cho nên chúng ta bây giờ có ăn có mặc, đó là chúng ta nên tạo cái phước đức. Thứ nhất là chúng ta đừng lừa đảo, đừng có lừa đảo, bởi vì cái tâm lừa đảo đó là mình suy nghĩ lâu lắm, mình tìm cái cách, mình tìm cái kế để mình lừa đảo, mình lấy của người ta. Cái đó là do vậy, do cái si mê, do cái si mê. Mình nói thì cái người đó thông minh, nhưng mà trong giáo lý nhà Phật nó không phải là thông minh, bởi vì mình suy nghĩ làm việc ác, mình suy nghĩ làm việc thất đức, thì cái đó là vô minh hắc ám, chứ không phải là thông minh. Nó không phải là thông minh. Cho nên cái đó là cái mình tìm cái cách, mình suy nghĩ một cái kế hoạch nào đó mình lừa đảo, lấy tiền lấy của người ta là si mê. Mà quý vị biết là tạo cái nghiệp si mê là cái quả nó là súc sanh. Cho nên những con vật, con heo, con bò, con chó, con trâu, Đức Phật không có thuyết kinh thuyết giới cho cái loài súc sanh đó, vì nó si mê, cái nghiệp của nó si mê.